Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Sau những cái chuỗi ngày làm các anh shipper chạy ngoài đường đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại làm YouTuber rồi các bạn ạ. Ủy, mình làm sao mà mình bỏ rơi các bạn được, đúng không các bạn? Đúng. Các bạn đừng quên nhớ like video và đăng ký kênh, và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ mình nha các bạn, để mình có thể sớm được 200.000 người đăng ký. Ok là chưa? Ok. Và nhân tiện đây thì mình cũng nhận ra được một điều là các bạn cực kỳ thích mình chơi những cái tựa game kinh dị mà lại có nhiều cái kết kiểu bữa bữa các bạn. Ngày hôm nay mình lại tìm ra được một cái tựa game cực kỳ là bựa luôn. Và tựa game ngày hôm nay mình chơi thì đó chính là đến phòng tắm vào ban đêm. Alo, ban đêm không đi ngủ đi mà lại đi tắm. Tắm ban đêm là thôi là cẩn thận là bị cảm rồi, lại ngã quằn tà lăn ra đấy thì không ai cứu được đâu các bạn. Rồi, và bây giờ thì bắt đầu thôi. Sao tự nhiên vừa vào phát cho tôi vào cái căn phòng gì mà tối đen như mực ấy các bạn ơi? Làm cho bạn chôn là sao? Chôn đi đâu? Chôn sống tôi à? Lìa. Đây là độ khó các bạn ạ. Đây là có cái gì đây? Dễ dàng, trung bình và cứng. Ok nha. Đây là những cái lời kiểu cảm ơn, cảm hiểm các thứ thôi. Rồi, chơi luôn đi thì cần bấm nút đây rồi chơi. Vào đâu? Hello. Are you waking up? Ok. Là bạn bạn thức dậy và bạn đi vào phòng vệ sinh vào ban đêm. Và bạn cảm thấy có rất là nhiều điều kỳ lạ. Gì đấy? Chúc bạn may mắn. Ủa hello. Tôi đang thức dậy. Uầy. Đây là giường của tôi hả? Giường của tôi thế gối đâu? Thế chẳng nhẽ tôi lại gối đầu với con Final Fantasy này à? Ảo thật đấy. Phòng bựa là chữ cái gì đây? Phòng tắm. Ủa sao mình lại treo cái ảnh trong phòng tắm này vào một cô gái biến thái à? Hello. FBI open up. Đêm. Biết rồi, đi ngủ không lẽ vào ban ngày, chẳng lẽ đi ngủ ngày. Ngày ngủ đêm bay à, người âm phủ à. Chúng tôi thì đã dành quá nhiều thời gian trong bản cập nhật này. Kiểm tra nộp thư của bạn các thứ. Bị điên à? Đây là lời nhắn của nhà sản xuất trong game các bạn. Gì đấy? Ví à? Ok nha, mình đã có 20 tiền. Ủa sao nhà lại có cả một cái tivi và một cái laptop. Mình cứ tưởng là một cái laptop với một cái PC. Bật tivi lên đi. Tivi có gì không? Cái gì vậy bạn ơi? Cái gì? Vừa vào các nơi đã bị Living in the Rip You Earn. Living in the Rip You Earn. Ok, và có lẽ thế là cái đầu tiên các bạn ạ. Bây giờ là mục tiêu vào phòng tắm. Rồi, nhặt ví đi, nhặt tiền đi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi đi tắm nhưng mà tôi lại cầm tiền đi theo làm gì. Ảo thật đấy. Idol Rick Ron à? What the hell? Mở cửa, ui. Sao lại có cái nến ở ngoài nữa? Ui giời ơi, giật cả mình đấy, khổ. Tôi vừa mới mở cái cửa ra, cái nến này đang phát sáng rồi. Nhìn thấy cái mặt của con mèo ở đây. Alo luôn đấy chứ. Sao lại nhiều đồ chơi này, không có gì. Nhà bếp. Ủa. Ê, sao nhà tôi như là mất điện hay sao? Nó phải thắp nến đây các bạn ơi. Công thức làm bánh sữa. Ok nha. Rồi. Thế bây giờ là mục tiêu đầu tiên là nó bảo là mình phải đi vào phòng vệ sinh đúng không? Đâu phòng vệ sinh đâu. Phòng ngủ của Big Brother. Phòng ngủ của anh trai hả? Phòng ngủ của anh trai nhưng mà lại không có giường. Anh trai ngủ đây các bạn ơi. Anh lớn à? Anh lớn ơi. Anh lớn này, có cây đàn guitar, chắc vừa chơi guitar mệt quá. Anh ơi em đập vỡ cây đàn. Ô anh. Anh đang ngủ nhưng mà mồm mếu vậy thì chắc vẫn đang gặp ác mộng các bạn ạ. Rồi chúng ta không lên làm phiền người đang ngủ. Họa sĩ nhưng mà lại vẽ mặt chôn ảo thật đấy chứ. Idol The Rock à? Ai ra. Nhưng mà phòng vệ sinh đâu nhỉ? Đây phòng ngủ của mình đây các bạn. Đây phòng tắm đây, phòng tắm đây. Vào đây. Hello. Đi vệ sinh đi. Bruh. What the hell? Alo, đi vệ sinh gì mà chân chân xuyên qua khỏi bồn cầu luôn các bạn ạ. Alo, nhưng phải làm sao chứ? Rồi các bạn ơi, đây là cái kết thứ hai. Đi vệ sinh nhưng mà lại mắc chân vào cái bồn cầu. Hé, quả cầu địa lý nhưng mà lại có mặt chôn, đất nước chôn à? Đất nước thì người dân toàn chôn nhau các bạn ạ. Bây giờ vào lại phòng vệ sinh. Soi gương đi, đẹp trai đâu? Sao chả có ai trong này nhỉ? Hay là mình là ma các bạn ơi? Mình không soi được mặt mình trong này luôn đấy chứ? Hé, phòng bí mật. What the hell? Phòng bí mật mà lại ở trong phòng trong dưới cái bồn tắm các bạn ạ. Mở ra xem nào. Hé. Everybody here, xong dưới này rác rưởi bẩn thỉu thế. Cuộc gọi khẩn cấp. Khi bạn đang cần nhiều rắc rối à? Kìa nhá, thử. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Tôi muốn đi tắm. Trên kia có phòng vệ sinh mà tại sao lại phải xuống đây để gọi nhỉ ấy? Gửi trợ giúp, chờ phía trước nhà bạn. Phía trước nhà tôi có gì? Con mèo nhìn trông mặt chán đời không cơ chứ. Lại lên nhà. Đâu? Tôi muốn thoát ra khỏi đây thì tôi đi đâu nhỉ? Ê, tôi sao bị nhốt luôn rồi?
lừa rồi. À đây 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 đây, có cửa lên các bạn ạ, hơi nhà quê một tí. Néo, lên rồi. Ok nhá, tôi thử ra trước cửa nhà xem nó có gì không các bạn. Tôi đang thắc mắc một điều là bây giờ đang muốn vào phòng vệ sinh để tắm đúng không? Thì tại sao chúng ta không tắm luôn trong phòng vệ sinh đấy, có bồn tắm hẳn hoi mà tại sao lại phải gọi khẩn cấp? Ảo thật đấy. Trước nhà đâu? Ủa? À, cửa chính nhà mình đâu? Đây là phòng ngủ của anh trai này. À, cửa chính nhà mình đây các bạn. Tủ lạnh. Ui, khoan một khẩu súng luôn. Đi đây. Khẩu súng là một ảo ảnh, nhưng nếu bạn muốn lấy nó, hãy nhớ bạn sẽ lấy vĩnh viễn và bạn không thể kiếm được gì được. Ủa gì vậy? À, sao? Thôi được rồi. Ai lại để khẩu súng ở trong tủ lạnh các bạn? Phòng vệ sinh khẩn cấp. Ý là tôi đang muốn đi vệ sinh. Phòng tôi, nhà tôi có phòng vệ sinh. Nhưng tại sao tôi lại phải đi xuống dưới tầng hầm tôi gọi điện và tôi cần người ta ship đến cho tôi một cái phòng vệ sinh khẩn cấp để tôi đi vệ sinh ở ngoài này? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ông bảo thích cái game này đấy. Vào thử xem nào. Một cái kết nữa, ba cái kết. Khó hiểu luôn tại sao bạn lại gọi là cuộc gọi khẩn cấp. Tôi không biết nữa. Tôi không biết thứ gì đó đã sai khiến tôi đi xuống dưới tầng hầm để tôi gọi cuộc gọi khẩn cấp. Alo. À mà tôi thấy ở dưới cái phòng đấy là có một cái ven nữa các bạn. Tôi thử vào cái ven đấy xem có gì nhá. Chúng ta thử đi vào trong cái phần ven đấy. Back room. À không phải back room nhưng mà nó là cái... Tôi nghĩ là có khi nào đâu. Funny. Tham khảo trò chơi giả mạo hài hước. Nó lừa mình các bạn ạ, tức là cái này không dùng được. Lại lên vậy, về từ đây rồi. Hay là mình đi vào trong phòng của anh trai mình, chôn anh trai mình. Thế được. Đâu, có gì để chôn không các bạn này? Lúc ít tiền đi. Anh trai mình vừa ăn McDonald's xong. Cho em mượn tí mai em trả nhé. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ở ngoài mình, nhà mình gọi là vào ban đêm thì cực kỳ là đỉnh cao chứ, sáng sủa xong rồi nhiều sao các thứ. Được đấy chứ, nhà nào đây? Thử vào đây xem nào. Gõ cửa. Không có ai. Thì xin chào, tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh của bạn không? Không. Nhà sống. Tôi không thể tưởng tượng ra được một cái khung cảnh mà khi mà chúng ta vào ban đêm chúng ta đi gõ cửa nhà xóm để chỉ để sử dụng nhờ nhà vệ sinh các bạn. Gõ cửa lại xem. Tôi không được ngủ thì ông cũng không được ngủ nhá. Xin chào, tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh của bạn được không? Không. Phải các bạn, nếu mà ví dụ mà các bạn đang ngủ buổi đêm mà có một người nào đó vào trong nhà các bạn xin đi nhờ nhà vệ sinh, các bạn có cho không? Đương nhiên là không các bạn. Biết người ta là ai đâu, nhưng mà mình là hàng xóm mà đúng không? Hàng xóm thì phải, chúng ta phải tương trợ lẫn nhau chứ. Anh chàng đỏ muốn 2.500 chết hay sống? Cái gì dám anh ơi? Cửa hàng trang phục, cửa hàng quần áo. Vào đây đi nhờ nhà vệ sinh vậy. Sao cửa hàng quần áo đêm hôm không đi ngủ đi mà lệ. À có ngủ đấy các bạn ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Thời gian dậy đánh thức rồi. Anh thức ơi, dậy đi ông cháu ơi. Không dậy luôn đấy chứ. Ông này chắc là ca đêm. Sút cái này đi là mình bị ngã trượt ngã các bạn ơi. Sàn trơn trượt. Cái kết gì đây? Cái kết đi sang phòng, đi sang cửa hàng bán quần áo. Xong rồi trượt chân, dập đầu cá té. Đi viện. Rồi lần này là tôi thấy có cái phần nghe đây, cửa hàng thực phẩm chung này. Chẳng nhẽ đi vào đây đi cho em xin đi nhờ. Đi gặp mình là đi đâu cũng gọi là xin đi nhờ nhà vệ sinh ấy. Quên thay đổi giá. Mọi thứ miễn phí. Ngon. Miễn phí. Lụm tiền. Nhưng mà không, chả mua được cái gì cả các bạn ạ. Nhặt lên. Sữa và trứng. À mình sẽ về mình làm. Mình sẽ về mình làm cái gì ta? Cái món bánh các bạn ạ, mình có công thức ở nhà rồi. Nhặt ví. Đi sang nhà người ta mua đồ. Nhưng mà chúng ta lại được tiền và mọi thứ đều miễn phí. Oh my god. Wow. Tuyệt vời. Không còn gì để nói nữa các bạn. Đây nhà mình đây. Nhà mình quá là gần. Gần 10 kết thúc để có thể mở thư ạ. Ok nhá. Rồi nhà mình quá gần rồi các bạn. Bây giờ là đặt nguyên liệu vào đây. Đặt hai cái nguyên liệu vào. Sao nữa? Rồi sao? Ủa? Sữa và trứng đặt rồi. À, thế à? Bây giờ tôi mới phát hiện ra được một cái công thức mới là đặt trứng và sữa vào. Thế là thành ra một cái bánh gato và được trang trí đẹp đẽ như này các bạn.
Rồi sao? Rồi tôi đang có một cái bánh nhưng mà tôi không ăn được. Ảo thế. Tôi cứ cầm khư khư cái bánh này đi theo hả? Rồi tôi sẽ vác cái bánh này đi theo. Vừa lấy là ở bên này tôi thấy là có một cái chìa khóa, tôi thử sang rồi tôi thử lấy cái chìa khóa để xem nó là cái gì. Chào anh nhé. Này. Tôi vẫn làm sao? Tôi vẫn không biết làm sao để loại bỏ cái gì cơ. Hả? Và đừng quên là thay đổi giá để mọi thứ miễn phí kìa nha. Tôi xin cái chìa khóa vậy. Ủa? Chìa khóa ơi, phòng tắm đấy các bạn này. Đấy ôi. Ủa? Thế là chúng ta đi nhờ nhà vệ sinh nhà người ta thành công và người ta hỏi là tại sao mày không đi vệ sinh nhà mày? Tôi cũng đang đặt ra câu cái dấu chấm hỏi là tại sao tôi lại không đi phòng vệ sinh nhà tôi mà tôi cứ đi hết nhà này nhà khác để tôi đi nhờ nhà vệ sinh các bạn. Thậm chí là còn phải đặt ship nhà vệ sinh sang nữa. Ảo thật đấy. Rồi lần này là tôi sẽ đi sang một cái tòa nhà khác, một cái tòa nhà màu vàng này là cái gì đây? Cửa hàng bán vũ khí. Ai ra đùa của nó chứ. Tôi thử vào đây xem tôi có mua được gì không. Tôi đang có 30 đô, không biết là mua được cái gì không, chắc là mua được cái nền hay là một bao đạn gì đấy. Ui, tất cả đều không đồng. Bán vũ khí các bạn, đây mua cái con thanh katana này đấy. Búa đấy. Không cho tôi mua các bạn. Ê, tôi nhận được một cái búa này. Ok. Chào. Hả? Cô bán hàng mặt có vẻ là kiểu hơi bị mà thôi, không thể đánh giá một cái người qua vẻ bề ngoài các bạn ạ. Nói chuyện thế nào. Xin chào nhé. Vũ khí nhá. Và hết. Và không cần phải trả tiền luôn ạ. Em cảm ơn nhé. Sang cái cửa hàng vũ khí nhưng mà tôi lại đi mua đồ gia dụng. Ảo thật đấy chứ, một cái đồ gia dụng là tức là một cái búa này. Mặt tôi kiểu chupi pandi là cute các thứ này. Rồi. Bây giờ là còn cái gì để khám phá đâu các bạn này? Hay là tôi đi quanh nhà của cái ông hàng xóm này xem có cái gì đặc biệt không các bạn? Nhà ông này vẫn còn bí ngô, vẫn còn Halloween à? Ê, tôi có thấy có cái gì sáng sáng ở đây này các bạn ơi. Yo, có một cái lỗ. Ai đào đây? Tôi nghĩ là tôi tự đào từ trước các bạn ạ. Xâm nhập vào nhà hàng xóm. Wow. Gì đây? Gì đây? Hàng xóm có lẽ đang đến gần tôi phải trốn. À, trốn đến đâu vậy ạ? À, chúng vào đây. Ẩn nấp. Đắp chăn luôn mà. Đắp chăn dưới bồn tắm luôn mà. Alo. Why? Ui, cái gì đây? Chắc hàng xóm không nhìn thấy mình nữa các bạn ơi. Đâu? Có vẻ như không ai ở đây. Tôi sẽ phải đi kiểm tra tiếp. Ủa? Ôi, hắn không biết tôi ở đây các bạn. Ui, ở dưới này có cái gì đấy? Đây giống một cái tầng hầm nhưng mà nó lại không cho mình tương tác các bạn ạ. Là cái gì? Oh shit, có một khẩu súng. Oh my god, hàng xóm mình có súng. Ui, sợ quá. Mình phải gọi cảnh sát ngay. Alo, chú cảnh sát ơi, hàng xóm có khẩu súng nè. Sao lại có cái mặt ông nào ở đây đây? Biến thái thật đấy chứ. Cái lò vi sóng. Ủa? Yo, mình còn cái gì để tương tác nữa không ta? Ê, gọi cảnh sát, đúng rồi. Gọi cảnh sát đi. Alo, chú cảnh sát à? Chú đến ngay đây, hàng xóm tôi là có vũ khí, tôi đang phải lẩn trốn trong nhà của anh ta đấy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao tôi lại phải lẩn trốn ta. Ra ngoài đi. À, sao ra ngoài được? Ấn. Ủa? À, tôi trốn vào trong cái lò vi sóng luôn hả? What the hell? Tôi nhức cái đầu quá. Tại sao tôi lại phải trốn vào trong cái lò vi sóng trong khi có rất là nhiều chỗ để trốn? Trốn vào lò vi sóng là khác gì tự hủy ông lợn quay à? Lần này là có một cái tầng hầm này. What the hell? Dưới này âm 100 độ C. Và có một cái xác chết ở đâu. Ui, ui. Các bạn ơi, hàng xóm mình là kẻ sát nhân rồi. Trốn ngay đi chứ ha. Ủa, làm sao mà tôi thoát ra khỏi đây bây giờ? Ê, đừng có chết lạnh, đừng có chết cứng trong này chứ. Xong rồi các bạn ơi. Toàn súng. Rồi, lần này tôi sẽ trốn đâu? Ê, từ từ nha. Có một cái, nó phải có một cái gì đấy rồi. À đây. Đây rồi, tôi sẽ trốn trong này. Tôi sẽ trốn trong này, nhưng mà tôi hở cả một nửa người ra, tôi ra này thì tôi trốn kiểu gì đây? Liệu có kín không các bạn ơi? Tôi có thể tin được tôi không? Ông chú ơi, đây rồi, còi cảnh sát đến. Rồi, mày vừa lầm tao lắm. Ok nhá, rồi kẻ thủ ác bây giờ đang bị gọi là pháp luật trừng trị rồi các bạn ạ. Vỗ tay. Ê, có vũ khí trong
trong nhà rồi lại còn giấu xác người ở dưới cái phòng đông lạnh nữa. Trời ơi, bây giờ là bị công an bắt rồi các bạn ạ. Và đó cũng là một cái kết cuối cùng của cái tựa game này các bạn ạ. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cái game này khiến mình đau đầu quá các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đừng quên bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace. À, các bạn muốn mình chơi game gì hoặc là thử thách gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Tạm biệt. Bye bye.